Vivo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ở tuần trước thì Hoàng Oanh và Gia Huy đã chạm đến trái tim của rất nhiều khán giả với tiết mục vô cùng xúc động như vậy. Thì các bạn đã nhận được rất nhiều lời khen từ phía ban giám khảo. Và trong đêm nay họ sẽ biến hóa như thế nào với thể loại jazz? Câu trả lời sẽ có ngay bây giờ. Em cảm thấy Kai là một người dẻo nhất trong tất cả 10 nam. Mỗi lần mà lên sân khấu thì Diệu Anh cũng rất là sung, rất là nhập tâm vào mấy cái vai diễn. Và anh có những cái rất là khác người trong cái phong cách múa. Hai đứa tụi mình là rất là sảng khoái và thích thú. Tại vì bài tuần trước tụi mình là hoàn thành khá tốt. Nhưng mà nó cũng tạo cho một cái áp lực của tuần này. Đối với bài này thì hai bạn phải thử thách những cái kỹ thuật mới mà hai bạn chưa tập. Bưng bê cũng có vài cái khó. Ví dụ như trồng chuối và còn phải sạc chân trên không nữa. Thì hy vọng là hai bạn sẽ làm tốt. Trong cái bài jazz này thì có một số cái động tác bê đỡ và một số động tác dùng đến tay chân mà hai đứa chưa có từng tập qua bao giờ, thì cũng hơi khó tí xíu cho hai đứa. Nhưng mà hai đứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt cái bài jazz của tuần này. Bây giờ thì sẽ là nhận xét của ban giám khảo. Chị cảm thấy hai em là một nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu ngày hôm nay. Thường những người nghệ sĩ bao giờ cũng vậy, họ sẽ có cái sự điên rồ hơn là cái sự an toàn. Và bản thân chị cũng hơi lo lắng, bởi vì khi mà tụi em bước ra với những cái bộ đồ như vậy, thực ra nó sáng tạo cho phần biểu diễn của tụi em, nó sẽ mang một cái màu sắc giải trí hơn. Tuy nhiên nó sẽ hơi khó để cho các em thực hiện động tác để cho nó đều và nó tốt. Tuy nhiên là thứ nó đã rất là hoàn hảo và chị cảm thấy rất là phấn khích, bởi vì giữa nữ với nam khi mà nhảy những cái động tác đó nó sẽ rất là khó để đồng điệu, nhưng mà nó đều đến cái mức mà chị không tìm ra được một cm lỗi nào khi mà trực tiếp nhìn các bạn trên sân khấu như vậy. Và rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Còn chị Khánh đi, chị nghĩ sao ạ? Chị nói thật lòng, chị không đánh giá đôi của các em cao ngay từ đầu. Nhưng mà khi các em nhảy rồi thì chị, wow, đây mới là một cặp đôi này. Đây mới là một cái cặp đôi mà có rất là nhiều yếu tố để họ có thể hòa quyện được vào với nhau. Lúc đầu không quá hay, nhưng càng về cuối càng hay.
Hay ở đây là hay làm cho người ta cảm thấy thấm thía ở cái độ đồng đều, tốt cả về kỹ thuật nữa. Những cái lúc mà âm nhạc slow motion và em làm về phần quay nghiêng người nằm dưới đất, có một số đoạn nó rất là tương đồng. Chị mong các em sẽ không phải lọt vào vòng nguy hiểm, bởi vì các em là một cặp đôi làm cho chị hy vọng sẽ đi được sâu trong chương trình này. Cảm ơn chị Khánh Thi rất là nhiều. Xin mời ý kiến của anh John Huy ạ. Kết bài thì khán giả ở phía sau anh nói tuyệt vời quá, tuyệt vời quá, trời ơi tuyệt vời. Thì khán giả rất thích bài này đúng không? Nhưng đối với anh hơi an toàn một chút xíu nhá. Anh muốn tụi em trong một cái bài như vậy bùng cháy nhiều hơn nữa nhá. Nhưng mỗi tuần mình thi, mình không muốn nghe cái từ là ô bạn an toàn. Mình muốn nghe bạn tuyệt vời đúng không nhá. Thì nếu mà bạn được ở lại tuần sau hay tuần tiếp thì tuyệt vời hơn giùm anh nhé. Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Trương Huy Trần. Vào đêm thi tuần trước thì Hoàng Oanh và Gia Huy với thể loại dân gian đương đại và biên đạo là nghệ sĩ yếu tố Kiều Lê và Thái Sơn. Hai bạn đã làm rất tốt trong tuần trước. Và xin chúc mừng hai bạn đã an toàn. Chúc mừng hai bạn. Và đó là kết quả bình chọn của tuần trước. Và nếu quý vị yêu mến phần biểu diễn của ngày hôm nay, quý vị hãy nhắn tin bình chọn cho hai bạn với mã số của Hoàng Oanh là 11 và mã số của Gia Huy là 12 gửi đến 8369. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Vivo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.